Hôm bữa khi mà mình làm một cái video trên YouTube á, thì có bạn hỏi mình như thế này các bạn. Bạn đã nói là thường mấy cái thanh toán online như là mua Win nè, Office nè, hoặc là các phần mềm thì luôn xài cách thức nào nhỉ? Nếu có thể thì bạn làm một cái video về vụ đó được không? Cũng muốn tránh xài lậu nhưng ngại thanh toán online vì không có thẻ Visa các thứ. Ok, trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn cách mà mình đang sử dụng những cái dịch vụ online hoặc là cách mà mình đang mua những cái phần mềm bản quyền như thế nào ha. Rồi, bây giờ thì mời các bạn coi video. Đối với lại những cái phương thức thanh toán á, thì mình sẽ chia nó làm hai nhóm chính. Nhóm thứ nhất là những cái thẻ thanh toán quốc tế như thế này. Mấy cái thẻ mà các bạn thấy nó ghi chữ Visa rồi Mastercard các thứ á. Và thứ hai là những cái ví điện tử ví dụ như là Momo hay là Zalo Pay hay là Shopee Pay các thứ. Thì hiện nay á, cái rất tuyệt vời ở Việt Nam chúng ta đó là bên cạnh cái thị trường thẻ nó đang phát triển thì cái thị trường phát triển mạnh hơn á, là những cái hình thức thanh toán bằng ví điện tử. Đó cũng là lý do mà các bạn thấy nè, ở đây là mình đang mở cái Google Play Store thì các bạn thấy là nó cho phép mình add không chỉ những cái thẻ tín dụng mà còn cả Momo nữa. Và ngoài ra ở đây mình còn thấy là đang hỗ trợ thêm một loạt như là phương thức thanh toán của Viettel Telecom nè, thêm ví Shopee Pay nè, hoặc là thêm cả Momo nữa. Tức là các bạn có rất nhiều hình thức để các bạn có thể thanh toán cho cái dịch vụ này ngay cả khi các bạn không có thẻ. Rồi, đối với lại Apple thì sao? Đây, mình sẽ cho các bạn coi. Thì hiện tại á, ở đây là mình đang có là thẻ Visa, thẻ Master, Momo ha. Add Payment Method, để coi nó sẽ ra thêm cái gì. À, ở đây thì có thêm cả Shopee Pay nữa. Thì các bạn thấy là cái hình thức thanh toán như vậy nó rất là đa dụng rồi. Tuy nhiên, vì sao á, mình vẫn khuyên các bạn là nên có một cái thẻ tín dụng hoặc là cái một cái thẻ debit cũng được, không nhất thiết là phải thẻ credit nha, nhưng mà phải hỗ trợ được cái việc thanh toán quốc tế. Thì đây là lý do. Thứ nhất là khi mà các bạn sử dụng dịch vụ trên một số cái trang web nhất định, ví dụ trên cái store của Microsoft khi mình mua Office á, thì một trong những cái phương thức thanh toán mà nó chỉ hỗ trợ á, là Visa, Mastercard hoặc là những cái thẻ thanh toán quốc tế thôi. Nếu như mà mình không có thì mình không có thể mua được. Tất nhiên vẫn có cách mà các bạn đi ra tiệm các bạn mua này nọ ở Việt Nam mình nè. Tuy nhiên bản thân mình thì mình muốn mua trực tiếp như vậy cho nó lẹ. Thì đây là cách duy nhất. Hay là nếu mà các bạn có trả tiền cho cái Google Workspace á, nó là cái hình thức mà mình tổ chức cả email rồi Google Drive, Google Docs các thứ ở cho công ty của mình á, thì bắt buộc mình cũng phải có một cái thẻ thanh toán quốc tế như thế này. Hay là những cái dịch vụ cloud mình đang xài cũng vậy. Và thậm chí nếu sau này các bạn có muốn mua hàng online ha, chứ không chỉ mua về phần mềm đâu, mua hàng online thì các bạn cũng sẽ cần có một cái thẻ thanh toán quốc tế. Cách đây ít hôm á, mình mới mua một cái phần mềm tên là Recut. Một cái phần mềm này rất hay nha, nó sẽ tự động cắt những cái đoạn dừng lại ở trong video. Tại vì khi mà mình nói video mình lên cho các bạn coi á, là mình đã cắt đi những cái đoạn mà mình nói vấp hoặc là mình ngừng lại mình coi outline này nọ rồi, cho nên các bạn không thấy. Thì cái tool này nó giúp mình cắt cái đó tự động hóa luôn. Cực kỳ hay, nhanh, gọn, lẹ. Và chi phí cho nó là 99 đô cho một cái license. Lúc đó bắt buộc mình phải thanh toán qua những cái thẻ Visa Master thôi, không có cách khác đâu các bạn. Như vậy á, thì đối với lại cái việc thanh toán cho những cái phần mềm và dịch vụ thì mình khuyên các bạn làm như thế này ha. Thứ nhất, các bạn check thử coi là nó hỗ trợ những cái phương thức thanh toán nào. Nếu như mà nó có hỗ trợ những cái phương thức thanh toán nội địa Việt Nam mình như là ví, Momo, Zalo Pay hay là Shopee Pay gì đó thì ok, không vấn đề gì rồi. Nhưng mà trước sau gì á, mình nghĩ là sẽ tới lúc các bạn cần một cái thẻ thanh toán quốc tế như thế này, cho nên các bạn tranh thủ đi làm đi. Hiện nay để các bạn mở một cái thẻ như thế này rất là dễ, các bạn chỉ cần ra ngân hàng và các bạn nói với người ta sẽ làm cho các bạn. Và tùy ngân hàng, thì có ngân hàng đó đó 7 ngày, có ngân hàng 10 ngày, có ngân hàng đôi khi chỉ vài ngày là các bạn có ngay lập tức để các bạn sử dụng rồi. Và có một cái kinh nghiệm sử dụng của mình á, đó là mình không có mở cái thẻ credit, là cái thẻ mà giống như kiểu các bạn lấy tiền ngân hàng xài trước xong rồi cuối tháng trả đó. Cái thẻ mà mình hay làm á, là cái thẻ debit. Các bạn thấy có chữ debit không? Thẻ debit có nghĩa là mình có bao nhiêu tiền thì chỉ xài bấy nhiêu thôi. Và trước đây mình có làm một cái video ngắn mình chia sẻ với các bạn về cái kinh nghiệm tránh khi bị hack tiền trong thẻ đó. Thì đối với thẻ debit á, mình để một số tiền rất nhỏ trong đó, chỉ vừa đủ để thanh toán vào một cái khoản nào đó thôi. Bình thường á, số dư của nó chỉ vào khoảng 200 ngàn à. Cho nên ngay cả khi cái thẻ này của mình bị hack thì số tiền nó bị mất cũng không đáng kể là bao nhiêu hết. Trong khi đó mình vẫn có được một cái thẻ thanh toán quốc tế để mua tất cả những cái phần mềm mình cần để mà sử dụng cho tất cả những cái dịch vụ cần thiết. Ở trong cái comment mà bạn này có để lại cho mình á, thì bạn đó có ghi thêm một thứ mà mình thấy là cũng hơi lo lắng một tí. Đó là bạn này ghi vậy nè: không có thẻ Visa các thứ, mở ngoặc dù có đăng ký dễ cũng hơi ngại. Mình không rõ là tại sao bạn lại ngại ha, tại vì mình không biết là bạn ngại ra ngân hàng hay như thế nào. Hiện nay á, một số cái dịch vụ hoặc là ví điện tử online hoặc là thậm chí ngân hàng á, người ta cho phép bạn mở một cái thẻ ảo, thẻ Visa và Master ảo luôn nha. Thì lúc đó các bạn cũng có thể dùng để mà đi mua sắm hoặc là đi mua license các thứ được. Tuy nhiên không phải trang web nào cũng chấp nhận thẻ ảo, cho nên á, quay lại cũng một vấn đề thôi. Chắc ăn nhất thì vẫn nên làm một cái thẻ vật lý như thế này và các bạn dùng nó thì đảm bảo tất cả mọi thứ nó sẽ ổn hơn nhiều.
Hiện nay cái số lượng phần mềm bản quyền cũng như là những cái dịch vụ online mà mình đang xài á, nhiều lắm. Bây giờ thì mình thử ngồi thống kê lại nha. Mình có xài YouTube Premium nè, mình có xài Spotify Premium trả phí nè, mình có xài cái bộ Google Workspace cho hai công ty nè, mình có xài Microsoft 365 nè, là 1 triệu mấy một năm đó. Rồi mình có xài cái gói Google Drive 2T nè, mình có xài cái gói iCloud cũng là 2T nè. Đó, sơ sơ đã là nhiêu đó rồi đó. Còn chưa kể trước đây á, mình đã từng mua những cái phần mềm bản quyền, ví dụ như là Final Cut Pro là cái trình edit video mà mình đang xài, hay là một số cái công cụ dùng để lập trình, chẳng hạn nó có cái tool tên là Medis để mà mình coi được những cái database này nọ đó. Thì đó, tất cả đều là chi phí hết. Và có cái thẻ này thì các bạn sẽ xử lý nó nhanh gọn lẹ hơn rất là nhiều luôn á, đỡ mất công. Thà là các bạn mất công, các bạn đi làm cái thẻ này một lần thôi, các bạn mất thời gian đi làm nó một lần thôi, nhưng những lần sau cần là có, nhanh gọn lẹ, không có phải suy nghĩ nhiều ha. Rồi, đó là những cái kinh nghiệm của mình. Thì tóm lại, đối với lại những cái phương thức thanh toán hiện nay, cũng may là đã hỗ trợ rất nhiều những cái phương thức thanh toán của Việt Nam mình, Momo rồi Shopee rồi này nọ. Tức là nếu như các bạn không có thẻ này thì vẫn ok, nhưng mình vẫn khuyên là các bạn nên đi làm một cái thẻ để đảm bảo là bất kể các bạn đụng trường hợp nào, các bạn cũng có thể dễ dàng thanh toán được cho mọi cái thứ mà các bạn cần mua, không chỉ là về phần mềm, không chỉ là về những cái dịch vụ online mà cả hàng hóa sau này nữa ha. Rồi, chia sẻ nhanh với các bạn như đó thôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.